Morikawa Aoe là một người phụ nữ nổi tiếng với khả năng học hỏi phi thường, khiến nhiều người phải kính sợ. Cô có thể nắm bắt những kỹ năng phức tạp chỉ trong vài giây, một khả năng đặc biệt khiến nhiều cao thủ lão luyện cũng phải ngỡ ngàng. Trong một sự kiện bia đặc biệt, một bậc thầy bia đã thách thức cô bằng cách đánh 4 quả bóng vào lỗ, nhưng Morikawa Aoe không hề bị lung lay. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của sư phụ của Morikawa Aoe, người ban đầu không đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng của cô, sư phụ đã quyết định truyền đạt cho cô những bản chất và kỹ năng quan trọng. Sau một thời gian ngắn, Morikawa Aoe đã chứng minh khả năng chơi bia tuyệt vời của mình, khiến sư phụ và mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên. Cô chơi bằng tay trái, một cách vô cùng khó nhưng lại hiệu quả, khiến mọi người không thể không ngưỡng mộ. Trong một trận đấu quan trọng, Morikawa Aoe đã thực hiện những cú đánh tuyệt vời, khiến một đối thủ khác phải bái lạy trước mặt cô. Cô đã không chỉ chứng minh khả năng của mình mà còn tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng bia. Sự kiện này không chỉ là một chiến thắng về mặt kỹ thuật mà còn là một chiến thắng tinh thần, chứng minh rằng với nỗ lực và đam mê, không có gì là không thể.